Hello anh em, hôm nay thì hãy cùng mình đánh giá chi tiết sức mạnh của combo i5-13400F main B760 và RTX 3050 Dual Fan của Asus. Xin chào, mình là Hiếu Học. Rồi, đầu tiên thì hãy cùng mình đi vào cắt tựa game đi nhá. Và hãy cùng mình trải nghiệm tựa game này. Dù gì đây cũng là phần mà anh em quan tâm nhất mà đúng không? Và chia sẻ thêm cho anh em, đây là con 3050 OC, có nghĩa là anh em sẽ có mức bình thường, sẽ có mức OC nữa để mà anh em so sánh hiệu năng nhá. Nào, bắt đầu thôi. Rồi, giờ thì hãy cùng mình đi chi tiết vào các linh kiện đi ha. Đầu tiên sẽ là con i5-13400F Raptor Lake này. Đây là một con CPU có thể nói là phiên bản hoàn thiện và nâng cấp hơn so với con CPU của PGMP tốt nhất năm ngoái, con i5-12400F. Vậy thì tại sao mình lại nói như vậy? Đầu tiên thì chúng ta sẽ có sự bổ sung về E-Core. Nghe thì có vẻ khá ít vì E-Core là nhân tích cực điện. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần nhìn vào xung nhịp của hai con chip này. Năm nay thì P-Core của i5-13400F đã có sự cải thiện lên tới là 4.6GHz so với là 4.4 của i5-12400F. Tiếp tới nữa là anh em muốn biết E-Core thì cũng có thể turbo lên tới mức là 3.3GHz. Chưa hết, một điểm nâng cấp đáng giá đối với anh em gamer đó chính là L3 cache đã được mở rộng từ 18MB lên tới con số là 20MB. Nếu so sánh về hiệu năng gaming thì anh em có thể tham khảo bảng sau. Tự chung lại thì mức FPS chênh lệch đủ lớn để cho anh em có thể nhận ra. Dù gì thì gì, đây cũng là một con CPU có thể đổ gánh được cho em tới tận con 4090 luôn. Giờ thì hãy cùng mình nhìn lại vào bảng so sánh này. Con đồ họa trên máy như mình đã trình bày ở đầu video là con RTX 3050 Dual Fan 8GB của Asus. Con card này anh em hoàn toàn có thể OC và hiệu năng theo mình thấy. Hoặc khi anh em có thể nhìn ở bảng test game ở đầu thì khi ở OC, mức tối đa FPS sẽ chênh lệch khoảng tầm 10%. Lúc này thì TDP của nó sẽ lên tới là 130W, cũng khá là đáng khích lệ đó. Tiếp tới là con main B760M Prime đến từ Asus. Đây cũng là một con main khá tinh tế khi anh em nhìn vào mức giá của nó đưa ra. Tất nhiên thì nó sẽ có cả Wi-Fi cũng như là Bluetooth để cho anh em có thể đỡ đi dây dợ nó lằng nhằng. Chúng ta sẽ có cả Aura Sync và ARGB Gen 2. Như anh em có thể nhìn thấy ở đây, tản hay main đều có thể sync được với nhau. Ngoài ra thì anh em cũng có thể thấy tản cho VRM cũng như là khe SSD cũng được làm khá là dày bạc. Chứ nhược điểm duy nhất ở mẫu main này là do nó không có PCIe Gen 5 và cũng như là không có cổng USB Type-C sau, mà chúng ta sẽ chỉ có một cổng phía trước dành cho các mẫu vỏ cây hỗ trợ mà thôi. SSD của combo hay của mẫu PCPA này cũng đủ tốt để cho anh em làm việc cũng như chơi game ở tốc độ đọc ghi lần lượt là 3400 và 3100 ở BGNF. Còn về RAM thì chúng ta sẽ có hai thanh Genix RGB có dung lượng 8GB mỗi thanh, hỗ trợ Aura Sync cũng như là anh em có thể nhìn vỏ cây này, khá là chất đúng không anh em? Cuối cùng sẽ là mẫu nguồn IGO 650W có 80 plus đồng cho anh em để có thể mà tiết kiệm theo một cách nào đó anh em có thể hiểu. Rồi, anh em đã vừa cùng mình đánh giá toàn bộ linh kiện cũng như là hiệu năng của bộ PCPA này. Ngoài ra thì anh có thể đánh giá sức mạnh của combo này theo một cách nào đó anh em có thể hiểu. Ngoài ra thì theo kinh nghiệm của mình, bộ PCPA này nó sẽ đáp ứng cho nhu cầu gaming của anh em trong vòng từ 5 cho đến 6 năm nữa nếu anh em muốn thay main, bởi vì là Intel Gen 12, Gen 13 rồi thì nghĩ lên Gen 14 nó sẽ đổi main đó. Ngoài ra nữa thì với con 3050 này nó sẽ đủ mạnh nếu anh em bật OC và nó sẽ tiệm cận tầm khoảng 80% so với con 3060. Mình nghĩ đây là một cái mức giá mà nó khá hợp lý khi mà 3050 đã xuống tới cái thời điểm như bây giờ. Ok, cảm ơn anh em.